Dạ, anh nói mình đi đâu đây anh? We're gonna go to Noosa Beach to see if we can get any pippy. Noosa Beach. If we can, then we're just gonna go straight to Double Island Point and then go enjoying. We're gonna go on Rainbow Beach. The reason it's called Rainbow Beach is because the same color. Okay, bây giờ mình phải đi một cái phà. Đi qua cái phà. Phà Rạch Miễu. Mà không thấy nhỏ nào bán miếu bên này. Có hai. Gia đình sao? Mình thì nhốn nháo quá. Mình không thấy nhỏ bán miếu mà có hai người Úc lại hỏi hai bà trên xe có bán sầu riêng không kìa. Trời ơi. Lại nó lấy tiền ra đây. Nó không bán gì đâu mà lại lấy tiền ra kìa. Morning sir, how much is it? $10 please. Thank you. $10. Yes. You have the permit? Yeah. No, that's good. You can get to, you should get rain there. Let's watch the rocks. Oh, lô thai là có nhiều. Otherwise we can split into the forest to go to Rainbow Beach. No. No? No, you have to go on the beach. Keep going. Yeah. GPS might show you through the forest, but that's just for the fire trucks. Okay. And the ambulance, that they're all locked. So you'll go on the beach. But it's low tide now. So just continue up north and then... Yeah, you'll see. There will be other people up there on the beach. Nice. And this is on the way to Double Island Point as well? Yeah. On the beach. Yeah. On the beach. All on the beach. All on the beach. All on the beach. Okay, anh giải thích đó bằng tiếng Việt được không nha anh? Thật nghiệp anh luôn. Nó bằng tiếng Việt ơi. Anh chỉ thấy là qua cái sông rất là nhỏ mà bị trả 10 đồng ra anh bị cứng họng luôn. Anh bơi chiếc xe này qua đó thôi mất nhiều tiền hơn 10 đồng luôn. Nó bắt anh chạy qua biển. Bây giờ là mình băng qua cái phà này. Qua một cái khu rừng nhỏ thôi. Khu rừng nhỏ vậy. Là ra tới biển. Ra biển. Ra mình sẽ chạy về hướng bắc dọc theo bờ biển nếu mà có thấy Pippi là mấy con nghêu mà ở vùng này. Yeah. Rất là ngon. Yeah. Nếu mà được thì nếu được mình sẽ bắt nó, mình sẽ ăn làm thịt nó. Ăn một mớ trước, ăn đầy bụng rồi còn nhiêu thì đem về. Mà đem về thì mình đem được có 30 con, mỗi người 30 con thành ra. Mỗi người được có 30 con đem về thôi. So we'll see. Trên xe này hiện giờ có 5 người. 5 người? Ủa? Chứ không phải bà xã có thai hả? Lỡ mà cảnh sát bắt chỉ nha. Chị quên mua. Mà tính luôn con tao. Ok. Thành ra, ok, nếu còn hả mà không có biết thì mình cứ chạy. Mình chạy qua Rainbow hả? Mình chạy lên một cái đảo nhỏ, nó tên là Double Island Point. À, chỗ đó có gì đặc biệt anh? Thì cũng dòm dòm này dòm kia vậy không? Dòm biển, xong rồi nếu mà hên thì có mấy nàng tiên phơi nắng. Mà có thì... mấy nàng tiên phơi nắng nhưng mà bữa nay không có nắng, trời mưa, cho nên là chắc có mấy... là tắm mưa không anh? Chắc cũng mấy nàng đó chắc mạo mưa cũng không có gì hấp dẫn. Xong rồi mình sẽ chạy lên cái Rainbow Beach. Ok. Thiệt Rainbow Beach, Rainbow là gì em? Cầu bồng phải không? Móng chuồng. Móng chuồng. Móng chuồng. Móng chuồng, anh gọi là móng chuồng. Cầu dồng đấy. Móng chuồng. Cầu dồng. Giờ nắng, mà giờ tới lúc sắp xuống biển thì lại bị mưa. Là đi. Phà bắt đầu chạy rồi kìa. Cái dây này. Nó có cái cọng dây đây. Bên cái máy engine bên kia nó chạy qua trở lại. Wow. Nhưng mà nó trời mưa kiểu này ra ngoài mình thấy con sò mình cũng bắt được không anh? Anh thấy con gì mà bắt được anh cứ bắt. Ok. Mình chỉ sợ là mấy con khác nó không nhận ra được mình hay con sò nó bắt. Giờ là phà qua tới rồi. Qua tới bên này. Người ta thì chờ để mình đi qua lên ngược lại kìa. Ồ, anh coi chừng nha anh. Thằng đó qua được mà mình qua được nhục luôn.
là tất nhiên là mình phải nặng lắm, cái đít mình nó sệ, nó mới bị dướng lại. Nhục là nhục cái chỗ mình mập á. Dạ. Ý em nói là mình không phải bông điên điển đâu, mình vì tại trong bài hát đó. Dạ hả? Qua khà rạch biểu là với bông điên điển màu vàng vậy hả baby? Trời ơi, ta nói nó xến xuống. Chạy ngang cái rừng tràm. Cái này là cây tràm hả anh? Tràm. Oh yeah, tràm. Tràm. Tràm đước đồ hả anh hồi xưa hả? Ở dưới mấy cái marshland, mấy cái đất mà nó hơi bị sình lại. Em tưởng nó là cũng là trắc bá diệp chứ hả? Nhưng mà nó là tràm á hả? Cái lá nó, cái vỏ nó phù xù 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 lên vậy hả? Nó paperback tree. Paperback tree. Yeah. Nhưng mà với mình đi đường này rồi mình sẽ ra tới biển, nhưng mà mình phải có four wheel drive. Xe phải có four wheel drive thì mới được. Four wheel drive là tiếng Việt là gì? Four wheel drive là tiếng Việt là hả? Xe hai cầu. Xe hai cầu hả? Yeah. Ok. Hai cái axle nó phải đều. Em là không biết cái đó luôn. Cái profile của những cái bánh xe nó phải khác nữa hả? Dạ. Yeah. Vì nó phải đẩy cái nước ra ngoài. Đúng rồi, cái profile nó mới vô cát được, nó chạy vô cát. Nó bị slip. Với lại nó mạnh á. Cái gai bánh xe nó phải. Dạ. Yeah. Ô, mình có cần xì bánh xe không anh? Nếu mà mình thấy khó quá thì mình xì, nhưng bây giờ mình không đợi tới chừng nào bị stuck lại tính. Oh shoot. Ok, vậy đường nào stuck này hả tính? Đi four wheel drive mà không bị stuck thì đâu có cảm giác four wheel drive. Ồ, người ta ngừng đây, người ta cắm trại đây kìa. Em không muốn cắm trại. Không muốn cắm trại hả? Vậy thôi, goodbye cắm trại. Bây giờ thủy triều xuống rồi, cho nên cái ông đó hồi nãy ông nói thủy triều xuống như vậy là mình có thể bắt sò được. Chị sang tìm cái. Chị lại ba chạy ra như vậy. Ok anh, we cannot swim. Em không muốn xem mình bơi giữa đại dương. Mình nhìn cái cát nó láng vậy nè. Mà nếu mà nó có cái cục lú lên á là mình biết cái đó là con sò nằm ngay đó. Thấy một cái khu đất. Mình thấy cái khu đất nè. Đây. Đó, mình thấy something like this. Mình cạo xuống là nó nằm dưới à. Đó. Đây. Baby look. Cái này nó nãy rồi nè. Đây. Đi cỏ nhỏ rồi, nhỏ. Ờ đây hai cái luôn. Hai cái luôn. Ba cái luôn nè. Baby. Get it right here. Nào lên. Nào lên. All the way down. Kìa. All the way. More. Yeah, right here. Rồi, bắt nó lên. Bắt lên. Nè, bắt lên. Yay! Baby! Your first clams! Em lại no. Đây nè, đó, that's right there. Đây, ngay dưới chân cái của em kìa. Đó vậy hả? Là một con nữa đó. Nè, mình thấy nó cái cục đất nó vậy nè. Cái cục đất vậy nè. À. Vui lắm baby. Là mình bắt lên là nó nằm dưới nè. Đó. Bự ha, bự thiệt bự vậy chị ơi. Chị này chị ham lắm á baby. Đi bắt đúng là bắt nhiêu là chị cũng khoái lắm á. Oh my god, it's so big. Anh đào kia đi, anh đào kia đi. Đào. Anh đào chỗ em đào quá ra. Chỗ đâu? Chỗ nào? Chỗ này hả? Đây nè. Ủa sao mà? Hồi nãy dưới chân nó có một cái. Đây nè. Ôi. Em đào lộn rồi. Ông lấy cái sạn ra. Oh, it's so big. Đây. Rồi bắt đi, thâu đi. Alright. Ôi trời ơi.
có dừng xe. Mình phải coi cái cục cái đất nè, giống như này, cái này nè, thấy không? Cái chỗ tròn mà nó nhô nhô lên này nè, nhìn ngộ vậy đó. Cái mình chờ mình đào xuống là mình gặp nó hả? Xí con sò đó nè. Wow. Xí like that. Okay. It's right here. This one look like one, but I'm not sure. Yeah, see? This one's purple. Look. Aww. Yeah. And we eat them. Nên nó đái. Wow. Yeah, cái này nè. Anh bây giờ anh yêu nó ra nước hả? Ờ thì nó đang lượn không. Nhìn cũng tội nghiệp mà ăn chắc ngon á hả? It's so tasty. Tội nghiệp. Ăn ngon lắm luôn. Ờ anh này không đi ngang đạp mà. Em nhìn em biết không? Biết. So big chị ơi. Bự thì bự luôn á. Ăn những tâm hồn cô đơn đi. Đau như ước mơ. Xe luôn nè, thấy không? Just spit the water out. Ờ, bắt dễ quá hả? Oh, it's very easy. Cũng nhiều quá chứ. Yeah. Mà cái con này á, ăn sashimi ăn sống nó ngon lắm luôn. Nó ngọt ngay à. Super Oh my god. Bị ướt ướt nhưng mà da mình bắt sao? Được rồi. Ồ anh bỏ vô nồi rồi hả? Bỏ vô nồi nha, khỏi lấy nước, mình chỉ lấy con này thôi. Em vô xe đi, em vô xe đi, em thôi ướt baby. Go đi, go in, go in. Okay. Yeah, yeah. Ướt đẹp luôn. Oh my god, này nó đẹp quá hả? Nó có cái màu ở đây là cái hint. I am gonna eat sashimi anh. Yeah. Nó ngọt lắm á. Cái nữa nè. Một. There you go, một. Ăn con nữa nè. Ờ có chừng đó nhỉ. Dạ 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 dạ. Dục xuống cái rẻ cho anh tưởng đâu là nhiều dữ lắm. Cái này có ăn được không anh? Ôi cho nó đi ra đi, ghê quá. Con ốc á chị Loan. Vậy mà ốc cũng ngon nó được. This is a little bit barbaric. But it's so yummy. Em
Okay. Rửa nước này anh. You gotta wash it. Sashimi. Yeah. This is very unhygienic. Yeah. Yeah. Good next. Job. Đó là bác sĩ luôn á. I survive. Bác sĩ mang uống. I survive the refugee camp. Probably a few COVID. Cái bên kia. Hey, cái bên. Ờ vậy vậy vậy. Qua bên đi đi. Qua bên xe. Ờ dạ. Nói tóm lại là cái cát ở đây nó rất là mịn. Và mình cứ nhìn mà mình thấy một cái lõm lên là mình biết nó nằm ngay đó thôi. Bắt bếp lên rồi hả? Oh, goodness. Dễ thương quá. Anh chưa bao giờ anh lượm được một cái sò huyết mà lớn như vậy á. Yeah. Mà nó được cát nó wash sạch dễ sợ luôn. À. Nhiều con này mỗi người được bắt 30 con đem về đúng không? Đâu mình ăn ở đây nhiều mà. Mình ăn ở đây nhưng mà chút mà mình muốn đem về đó thì mình, mỗi người mình được 30 con. Và mình ăn bao nhiêu thì mình mới lấy bấy nhiêu thôi, mình không có nên lấy nhiều quá. 7, 8, 9, 10. Ok, cái này là một người nè. Ok. Cho nên mình là mà nó bắt là over là chắc chắn luôn rồi đó. Không, nếu mà mình đem về mà hơn 30 con một người. Nhưng mà em cũng không có muốn mà đem về nhà nhiều quá. It's such a waste, you know. Đây. Rửa nó. Đi đi. Mình chỉ ăn cái thịt thôi vậy. Yeah. Nhưng mà nãy ngọt không? Ngọt. Hai con người ham ăn. Không có dao không? Nó còn nhung nhất nữa em ơi. Oh god. Em? Yeah. Cũng ăn kìa. It's very sweet. Nó ngọt đến mình thấy giống như là nó hơi ngọt quá đó. Yeah, nó ngọt gần bằng cái con scallop luôn á. Wow. Oh. Cái này bao lâu nữa mới chín anh? Khi nào nó hả hỏng là chín hả? Rồi, tới anh Lương. À, anh em ơi. Kiếp sau đầu thai thành con sò nha. Để anh Lương ăn. Để cho anh Lương ăn. Làm con gì cũng bị anh Lương ăn. Tội nghiệp. Cái người này ăn được sao? Dễ sợ. Nó cũng sôi sôi rồi kìa. Nghêu, hấp xả. Anh bỏ cái nước gì vô đây vậy ha? Ok. Ồ, thơm quá, cái mùi xả thơm quá. Oh, goodness. Anh Lương, this is the best. Trời ơi. Đem về mình trang trí. Nghêu chín rồi. Oh my god. Đói bụng quá, đói bụng quá. Ôi nó mở miệng rồi kìa. Wow, con này mập quá, mập ú luôn. Oh my god, looks so yummy. Bóp đi. Oh, ơi. Để từ. Cho nó nở nó đi ba. Cho nó. Cho nó ăn được thì nở. Ăn đi. Ngọt không? Ngọt hết á. Nóng nè. Rồi mới đem vô, bỏ nó vô ngâm bớt. Mà cái này ăn được chưa vậy chị? Được. Ok, giờ là mình ăn phải không? Yes. Ôi giời ơi, nó mở chưa? Nó ngọt ngay à. Nó ngọt lắm. Ôi nó ngọt quá. Fresh hả? Mà.
nó ngọt quá hả? Ngọt quá. Ở da nóng, 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 nóng. Ơi. Em ơi. Không có cát thì là ngon. Oh my god. Không có cát. Rồi, bia đâu? Ai da. Xin. Những gương mặt hạnh phúc. Trời ơi, hai anh em. Ờ chị Coca đâu? Coca. Ờ chợ uống gì? Chết à, long shot from here. Looking at the way. Dạ dạ, dạ. Những cái lỗ ở trên biển. Những cái lỗ đó là chị lon móc à. Ngon anh. Sướng sướng không? Ờ ngon quá ha, so ngọt luôn á. My goodness. It's so yummy. Nói thật ra là nó là một cái cục thịt. Mà nó vô mập. Không, nó ngọt. Không biết nó ăn nó giống gì mà nó mập. Nó vừa mập mà nó vừa cứng. Mà chị đâu có để biển. Mà chị đâu có để gia vị gì đâu phải không? Không. Ừ, để vô là nó ngọt rồi. Chấm muối tiêu nữa ha. Không, không cần đâu. Muối tiêu nữa mặn nè. Không cần gì hết luôn. Ừ. That guy over there. Giả chiến chút để mà phơi đồ hồi nãy bị mưa. Chỗ để mà bắt rất là nhiều luôn. Mà mình còn 15 con nữa. Nhưng mà đó nè, quá trời luôn nè. 1, 2, 3, 4. Ôi, đầy luôn nè, thấy không? Ồ, nguyên một bãi luôn. Trời ơi, cả trăm con luôn. Ê, coi chừng cái bãi này là cái chỗ mà nó gài bẫy mình á. Những cái người mà cảnh sát ở đây họ biết mình hay bắt. Mình bắt nhiều hơn cái số lượng á, cho nên là họ đem lại họ thả. Họ thả xong rồi mình bắt mà mình không có đếm kỹ á, là họ sẽ mình bắt nhiều quá đó là họ sẽ phạt mình. Cho nên này coi có bộ dễ quá, có lẽ là coi chừng là họ thôi, con nó nhỏ quá không thèm lấy. Em lựa con bự thôi nha, em không có lựa con nhỏ nha. 15 con à. Trời nó lên khên như này nè. Em nghĩ là người nào đó thả nó xuống đây á. Cái này con này cái bự á. Rồi cũng không bự lắm. Nó trọng trọng à. Nhưng mà nếu mà nó thật sự ra, nếu mà bắt con mấy con này về đó thì ăn nó rất là ngọt, là tại vì nó vừa tới thôi. Nó không có dài lắm. Vui quá. Chị đủ 15 con chưa? Hả? Hỏi chốt nó. Ờ chôn nó xuống đây thôi, xe nó cán tội nghiệp đó. Chốt nó ra ngoài nước là xe không cán. No, nhưng mà chạy ngang là bị chết á, cho nên là em chôn nó lại. What is that? Cái gì vậy? Oh, con cua. Em. Okay, come on. Running now. He gonna dig himself in. Oh. Con cua gì ngộ vậy anh? Ngồi mà bị con này kẹp là vui lắm á nha. Em baby. Hey. I want to see them do this. Quay chưa? Quay chi? Quay chưa? Quay chi?
quay bị cua kẹp hả? Cho nó xuống đi anh. Ờ, chỗ này cũng được, chưa có được an toàn lắm. Nó chưa có được an toàn lắm, anh đem nó ra ngoài đi. Cái mặt nó dễ thương lắm á, baby look. It's a pretty face. Ok, cho nó vô kia kìa. Rồi, nó trôi kìa. Nó trôi vô đó kìa. Nó lại vô đó nữa hả? Nè, nó vô đây nè. Vô đây nè. Thì cũng vậy thôi. Nó sạch thiệt sạch luôn á, bây giờ nó dễ thương, nó đẹp rồi. Số đẹp luôn á. Đó. Đó, nó tự nó đào nó xuống rồi. Đó. Ok, bye bye. Bây giờ mình đi đâu? Bắt xong sò, bắt xong cua, bắt ăn cũng ăn xong rồi. Mình đạt được cái mục tiêu chánh của mình. À, mình phải chạy ra nhưng thôi bị ngập. Oh, no. Ngập là mình không có đi về được. No. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Mình quay cái này thì mình không có cảm giác được là nó bị trong trên, nhưng mà khi mình bồng lại bền. Bồng bền thì cảm giác rất là awesome. There you go. Lại trên biển. Lại trên biển nó rough vậy chứ, thì nó chạy cũng cỡ 80% cây số giờ. Ờ đúng rồi. Dạ thì theo người ta đang câu cá kìa. Chỗ này người ta câu thì mình phải chạy chậm lại. Không chào kìa. Dễ thương quá. À. Mình tới một cái địa điểm này. Cái địa điểm này tên gì anh? À, gọi là Double Island Point. Mình, đến đây thì để leo trèo vậy đó. Rồi mình chụp hình này nọ cho nó vui. Vậy thôi. Leo trèo này kia. Nhưng mà úi giời ơi, thấy được một cái con này nó bự vậy mà ở ngoài luôn á. Có kìa, nó bự dễ sợ luôn, nó bự thiệt, có kìa, nè. Oh my god, cái tiễn bi lên đây thôi, chắc lên nguy hiểm quá. Mình bỏ đi, không đến đây nữa. Nhưng mà bây giờ mình phải về, nhanh nhanh là tại vì mình tính đi lại Rainbow Beach ngồi chơi, để là một cái bãi biển thôi, phải không anh? Nhưng mà tại vì mình mới thấy là thủy triều bắt đầu đi vào rồi, cho nên là bây giờ mình phải đi ra. Thì đường này là đi về. Em nghĩ chưa sao đâu anh ơi. Em nghĩ chưa sao đâu. Nó oh shoot, nó lên đó anh ơi. Nó lên rồi. Lên rồi. Qua khỏi phà. Đi về.